Niềm mơ hảo. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài 4. Tỷ sử khở. Đi sử khở. Đi sử khở. Đi sử khở. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại to và rõ từ hôm nay. Chín thiên.

今天学，今天学。hôm nay hôm ba, 今天不忙。今天不忙。hãy nghe và nhắc lại cách nói thứ mấy. 星期几。星。 星期几？几？星期几？星期几？今天第几？今天星期几？ xin thiên xin chi <laughs> chỉ. Bây giờ là số hai, r, r. Tuy nhiên số hai lại dùng để chỉ thứ ba trong một tuần. Hãy nghe và nhắc lại cách nói thứ ba, xin chi <laughs> r, xin, xin, chi. 二,二星期二星期二 hôm nay, thứ ba 今天星期二今天星期二嘿喊啦 后来没今天星期几？今天星期几？后来星期今天星期二。今天星期二。 Bây giờ là số 1. y y Hãy dùng số này để chỉ thứ hai. Hãy nghe và nhau lại. Xin chi. Xin chi. Bây giờ là số 3. San. San hãy dùng số ba để chỉ thứ tư. sinh chi san. sinh chi san. bây giờ là số bốn. sử. sử. thứ năm hãy nghe và nhắc lại. sinh chi sử. sinh chi sử. Bây giờ là số 5. Ủ. Ủ. Bạn thử đoán xem thứ 6 nói thế nào. xin chi ủ. xin chi ủ. Bây giờ là số 6. Liệu. Liệu. Thứ 7 hãy nghe và nhắc lại. Xin chí liệu Xin chí liệu Bây giờ là cách nói chủ nhật. Dùng từ thiên trong từ chín thiên, mình thiên. Xin chí thiên Xin Xin Chi Chi 天，天，星期天，星期天，还念来。今天第几？今天星期几？今天星期几？今天第几？ Hôm thiên là Hôm nay Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Xin chào. Nói thông thường. Nhị hảo. Học tiếng Anh. Học yên ủy. Đúng, đi Bắc Kinh. tuổi chuy bảy chiêng đi bưu điện gửi thư chuy yếu chúy chi xỉn mai gặp lại mình thiên triển đi ra ngân hàng rút tiền chuy yến kháng chuy chén